Bản tin trưa gồm những sự kiện sau. Người dân Nga biểu tình dữ dội vì lũ lụt dân cao. Cựu sĩ quan FSB Strenkov xin được thả để chống Ukraine. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine không đòi hỏi nhiều. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine sẽ sớm được tổ chức. Israel cảnh báo sẽ đáp trả trực tiếp Iran nếu bị tấn công con trai thủ đỉnh Hamas thiệt mạng khi Israel không kích. Công ty Nhật cảnh báo trật tự xã hội sụp đổ trong thời đại AI. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duk soo đệ đơn từ chức. Tất cả đều có trong bản tin trưa nay. Yên Ngọc xin kính chào quý vị đến với bản tin trưa của kênh 60 Giây Tinh Hoa thứ năm ngày 11 tháng 4. Ngay sau đây là những bản tin trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, đã gọi tình hình ở Nga và Kazakhstan là rất rất căng thẳng, khi tuyết và băng tăng chảy nhanh chóng, làm nổi lên các con sông ở miền nam Urals của Nga và miền bắc Kazakhstan. Hơn 100.000 người đã rời bỏ nhà cửa của mình ở Nga và nước láng giềng Kazakhstan. Cả hai quốc gia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi chiến đấu với những con sông dâng cao trong hơn 2 năm nay. Kazakhstan đã sơ tán 96.272 người kể từ khi bắt đầu lũ lụt. Bản thân Nga đã sơ tán hơn 7.000 người, chủ yếu là từ khu vực Orenburg. Lũ lụt ở Orenburg bắt đầu với sự sụp đổ của một con đập vào hôm thứ Bảy. Mặc dù Tổng thống Putin thường xuyên được chiếu trên các cuộc họp của truyền hình nhà nước Nga và đi khắp đất nước Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết ông chưa có kế hoạch đến thăm khu vực bị lũ lụt. Thông tấn xã nhà nước Ria Novosti đưa tin, mực nước của dòng sông ở thành phố Orenburg cao hơn 10 mét vào hôm thứ Tư, trích dẫn lời thống đốc khu vực. Những bức ảnh được chia sẻ bởi các hãng tin tức Nga cho thấy những con đường ngập trong nước, những cánh đồng ngập nước và những ngôi nhà ngập nước một phần. Nước đang tiếp cận các tòa nhà cao tầng, tờ báo Ria Novosti cho biết, và hơn 300 ngôi nhà đã bị ngập lụt qua đêm theo hãng thông tấn TASS đưa tin. Người dân ở thành phố Oscar đã tập trung trong một cuộc biểu tình hiếm hoi vào hôm thứ Hai, kêu gọi bồi thường sau khi nhà của họ bị hư hại. Các cuộc biểu tình đã bất thường tại Nga, nơi các nhà chức trách đã liên tục đàn áp bất kỳ hình thức bất đồng chính kiến nào sau cuộc xâm lược của ông Putin. Hàng trăm người đã tụ tập trước tòa nhà hành chính ở Oscar vào hôm thứ Hai, và các video được đăng trên mạng xã hội Nga cho thấy mọi người hô vang, Putin giúp chúng tôi, và xấu hổ các video khác trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy, những người Nga tức giận từ chối rời khỏi các khu vực gần nhà của họ vì họ nói rằng những tên trộm đang cướp những ngôi nhà bỏ hoang bằng thuyền. Một cuộc điều tra hình sự đã được đưa ra để điều tra các vi phạm xây dựng bị nghi ngờ có thể đã khiến cho con đập bị vỡ. Chính quyền địa phương cho biết con đập có thể chịu được mực nước lên đến 5,5 m Vào hôm Chủ nhật, mực nước ở Oscar đạt 9,7 m Theo trang web thông tin mực nước On Rivers của Nga, Sông Uran dài khoảng 2.428 km, chảy từ phần phía nam của dãy núi Uran vào đầu phía bắc của biển Caspi qua Nga và Kazakhstan. Thưa quý vị, ông Igor Strenkov, một cựu sĩ quan FSB và lãnh đạo các chiến binh của DPR bị kết án ở Nga vì kêu gọi chủ nghĩa cực đoan, đang yêu cầu được cử đi chiến đấu ở Ukraine. Ông Strenkov đang cố gắng kháng cáo bản án của mình luật sư của ông là Igor Molokov nói rằng đơn kháng cáo đi kèm với sự đồng ý của một trong các đơn vị quân đội của quân đội Nga tại Donbass của Ukraine bị chiếm đóng tạm thời để chấp nhận ông Strenkov làm chỉ huy trung đội. Tính xác thực của tin tức này đã được xác nhận bởi vợ của ông là Miroslava Reginskaya. Bà cho biết ông đã được nhận vào tháng 1. Bà cũng cho biết thêm rằng tại tòa án ông đã nói, tôi phục vụ tổ quốc và sẽ không bao giờ từ bỏ chính mình. Tòa án sẽ xem xét đơn kháng cáo bản án vào tháng 5. Tuy nhiên, theo luật pháp hiện hành của Nga, những người bị kết án theo các điều khoản cực đoan sẽ không thể phục vụ trong lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, các luật sư của ông Strengkov nhận thấy ông có khả năng pháp lý như vậy nếu tòa phúc thẩm hủy bỏ phán quyết. Đó là điều mà người bào chữa đang tìm kiếm. Vụ án hình sự chống lại ông Strengkov được mở vào ngày 18 tháng 7 năm 2023 và ba ngày sau, ông bị giam giữ tại Moscow. Ông bị buộc tội vì một bài báo kêu gọi hoạt động cực đoan. Lý do là do bài đăng của ông trên Telegram. Vào tháng 1, một tòa án tại Nga đã kết án ông 4 năm tù. Ông Strenkov đã không nhận tội. Thưa quý vị, Tổng thống Zelensky mới đây cho biết, để bảo vệ các thành phố khỏi sự khủng bố của Nga, Ukraine cần hệ thống phòng không và chiến đấu cơ ukraine không yêu cầu quá nhiều chúng tôi cần các hệ thống phòng không và chiến đấu cơ có thể bảo vệ các thành phố của chúng tôi khỏi sự khủng bố của nga một vài chục hệ thống và đủ số lượng chiến đấu cơ hiện đại thì các phi cơ và bom của nga tại đây không là vấn đề gì với chúng tôi chúng ta cần pháo binh để đẩy lùi mặt trận và trả lại cuộc sống bình thường cho vùng đất bị nga chiếm đóng và chúng ta cần công lý áp lực như vậy đối với nga sẽ không cho putin cơ hội tăng cường tiềm lực quân sự của mình ông zelensky nhấn mạnh Đồng thời, ông cho rằng tất cả những điều này có thể hoàn toàn có thật và chỉ phụ thuộc vào ý chí chính trị của các đối tác. Tổng thống kết luận, Putin chỉ có thể lấp đầy sự thiếu hụt trong các giải pháp của thế giới bằng sự hung hãn của mình. Một sự thâm hụt kéo dài quá nhiều, bạn có thể thắng cuộc chiến này, nhưng chiến thắng không thể đạt được bằng những sự thâm hụt. Thưa quý vị, Mới đây, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết trên kênh SRF rằng Thụy Sĩ đã đồng ý tổ chức Hội nghị Thượng định Hòa bình theo yêu cầu của Ukraine, như cả hai nước đã tuyên bố vào ngày 15 tháng 1. Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 6 và được tổ chức ở khu phức hợp nghỉ dưỡng Bogenstock gần thành phố Lucerne của Thụy Sĩ. Bộ giải thích rằng địa điểm được lựa chọn có chủ đích, khu nghỉ dưỡng nằm cạnh Lucerne nên dễ dàng được bảo vệ. Hơn nữa, ở Thụy Sĩ không có nhiều lựa chọn thay thế. Người đứng đầu bộ ngoại giao Thụy Sĩ, ông Ignacio Cassis tiết lộ, hội nghị không chỉ thảo luận về công thức hòa bình của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mà còn nhiều đề xuất khác cần được thảo luận. Kế hoạch 12 điểm của Trung Quốc cũng có thể được thảo luận tại hội nghị này. Hội nghị sẽ tạo ra sự hiểu biết chung về khuôn khổ, góp phần đạt được mục tiêu kết thúc chiến tranh cũng như vạch ra lộ trình cụ thể để Nga tham gia vào tiến trình hòa bình. Chính phủ Thụy Sĩ dự định gửi lời mời tham dự tới hơn 100 quốc gia, nhưng có lẽ Nga sẽ không tham gia. Theo truyền thông nước ngoài, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng sẽ có mặt tại hội nghị này. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương của chúng tôi. Thưa quý vị, ngoại trưởng của Israel vào hôm thứ tư đã cảnh báo rằng lực lượng của nước ông sẽ tấn công trực tiếp vào Iran nếu Cộng hòa Hồi giáo Iran tấn công Israel trước. Hãng tin Reuters đã trích dẫn tuyên bố của ông Israel Katz trên mạng xã hội X bằng cả tiếng Farsi và tiếng Do Thái cho biết nếu Iran tấn công từ lãnh thổ của mình, Israel sẽ đáp trả và tấn công vào Iran. Nhận xét trên của ông Kass được đưa ra sau khi lãnh đạo tối cao của Iran là ông Ayatollah Ali Khamenei đã tái khẳng định vào đầu ngày 10 tháng 4 sẽ trả đũa Israel về vụ tấn công lãnh sự quán nước này ở Damascus vào Syria hồi đầu tháng. Phía Tehran đã quy trách nhiệm cho Israel về vụ tấn công san bằng tòa nhà khiến 12 người thiệt mạng. Israel hiện vẫn chưa thừa nhận sự liên quan của mình. Đồng thời ông Khamenei cũng chỉ trích phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ và Vương quốc Anh vì đã hỗ trợ Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas ở giải Gaza. Ông nói, người ta mong đợi họ sẽ ngăn chặn Israel trong thảm họa này, nhưng họ đã không. Các chính phủ phương Tây đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Iran đã phản đối Israel bằng cách hỗ trợ các lực lượng vũ trang chống Israel như nhóm Hamas của Palestine và Hezbollah của Lebanon. Thưa quý vị, Hamas vào hôm nay cho biết, ba con trai của thủ lĩnh Ismail Haniyeh là Hazam, Amir và Mohammed đã thiệt mạng khi chiếc xe hơi chở họ bị trúng bom tại trại tị nạn Al-Shati ở miền bắc của giải Gaza. Hai người cháu của thủ lĩnh Haniyeh cũng thiệt mạng trong vụ không kích và người cháu thứ ba thì bị thương. Abben Salam Haniyeh, con trai cả của Haniyeh, xác nhận trên Facebook rằng ba em trai của mình đã thiệt mạng trong vụ không kích vào ngày 10 tháng 4 của Israel. Cảm ơn Thượng Đế đã ban cho chúng tôi vinh dự bằng cách để các em trai của tôi và con của họ được tử vì đạo. Abdel Salam cho biết, hiện Israel vẫn chưa bình luận về thông tin này. Thủ lĩnh Hamas đã tuyên bố cái chết của các con ông sẽ không ảnh hưởng đến yêu cầu của Hamas về lệnh ngừng bắn. Các yêu cầu của chúng tôi rất rõ ràng, cụ thể và chúng tôi sẽ không nhượng bộ Kẻ thù sẽ ảo tưởng nếu cho rằng việc nhắm mục tiêu vào các con trai tôi ngay thời điểm quan trọng của cuộc đàm phán sẽ khiến Hamas thay đổi quan điểm. Haniyeh nói, máu của các con tôi không cao quý hơn máu của người dân. Hiện vẫn chưa rõ thủ lĩnh Hamas Haniyeh có biết về kế hoạch đột kích miền Nam vào hồi tháng 10 năm 2023 do nhánh vũ trang của Hamas thực hiện hay không. Kế hoạch này do một nhóm nhỏ chỉ huy quân sự Hamas ở Gaza vạch ra được bảo mật chặt chẽ, đến mức một số quan chức Hamas ở nước ngoài có vẻ bị sốc về thời gian và quy mô của nó. Thưa quý vị, gần đây hai công ty có ảnh hưởng của Nhật Bản đã cảnh báo rằng trật tự xã hội có thể sụp đổ trong kỷ nguyên mới của AI trí tuệ nhân tạo, đồng thời kêu gọi ban hành các luật mới để hạn chế công nghệ này. Theo một bài báo của Wall Street Journal, Công ty điện thoại và điện báo Nippon NTT cùng với tờ báo Yomiuri Shimbun, tờ báo được đọc nhiều nhất ở Nhật Bản, đã công bố một đề xuất vào hôm thứ hai, ngày 8 tháng 4, kêu gọi ban hành luật mới để hạn chế công nghệ AI tạo nội dung. Hai công ty này cảnh báo nếu AI không được kiểm soát, thì trong trường hợp xấu nhất, nền dân chủ và trật tự xã hội có thể sụp đổ dẫn tới chiến tranh. Đồng thời lưu ý công nghệ này đã bắt đầu hủy hoại phẩm giá của con người ntt và yomiri simbun cũng được cho là đề xuất thực thi luật để bảo vệ bầu cử và an ninh quốc gia khỏi ai tạo nội dung đồng thời hai công ty này cũng lưu ý kể từ năm ngoái các giám đốc điều hành của họ đã và đang phân tích tác động của công nghệ như vậy trong một nhóm nghiên cứu do các nhà nghiên cứu của đại học keio ở tokyo chủ trì hiện tại nhiều quốc gia đang nỗ lực ngăn chặn tác động tiêu cực tiềm ẩn do ai gây ra trong đó liên minh châu âu eu đang dẫn đầu chương trình nghị sự này eu gần đây đã ban hành luật kêu gọi các công ty tạo ra các công cụ ai có tác động lớn phải vận hành công nghệ này và thông qua các bài kiểm tra an toàn và thông báo cho các cơ quan quản lý về các vấn đề nguy hiểm đạo luật này cũng được cho là đã tìm cách ngăn chặn việc sử dụng các công nghệ ai nhận diện cảm xúc trong các trường học và nơi làm việc Thưa quý vị, Thủ tướng của Hàn Quốc là Han Dok Su cùng các quan chức hàng đầu đã đệ đơn xin từ chức sau khi đảng quyền lực nhân dân thất bại trong bầu cử quốc hội. Ông Han Dok Su, 74 tuổi, giữ cương vị Thủ tướng từ tháng 5 năm 2022, quyết định xin từ chức của Thủ tướng Hàn được đưa ra sau khi Đảng Quyền lực Nhân dân PPP đã thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội. Đảng dân chủ DP đối lập và các đảng liên minh đã giành 175 trong số 300 ghế tại quốc hội. Đảng PPP và các đảng ủng hộ đã giành được 108 ghế. Ngoài thủ tướng Han Daksu, các quan chức cấp cao như tránh văn phòng tổng thống là ông Lee Quan Seop và lãnh đạo của đảng PPP là Han Dong Hun cũng từ chức để chịu trách nhiệm về thất bại bầu cử. Tôi thay mặt đảng của chúng tôi xin lỗi người dân. Chúng tôi đã không nhận được sự ủng hộ của mọi người tôi chấp nhận ý nguyện của người dân và kiểm điểm bản thân sâu sắc. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả bầu cử và xin từ chức, lãnh đạo của đảng PPP tuyên bố. Ông Han Duk Su từng giữ chức thủ tướng trong chính quyền của cựu tổng thống Hàn Quốc là Roh Min Hun từ tháng 4 năm 2007 đến tháng 2 năm 2008. Ông đã có hơn 40 năm làm việc trong lĩnh vực công, gồm các cơ quan hải quan, bộ thương mại và bộ tài chính của Hàn Quốc. Ông cũng từng là đại sứ tại Hoa Kỳ cảm ơn biên tập viên phạm dương kính thưa quý vị bản tin chiều nay đến đây xin được phép tạm dừng yên ngọc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau